Để có một chuyến đi thuận lợi trong kỳ nghỉ, người dùng cần có kế hoạch kỹ càng khi lựa chọn xe. Trong đó, vấn đề quan trọng nhất là số lượng người di chuyển. Nếu đi gia đình, quãng đường di chuyển ngắn, người dùng có thể tham khảo những mẫu xe nhỏ như Kia Morning, Hyundai Grand i10. Các mẫu xe lớn sẽ phù hợp hơn cho những gia đình đông người hoặc có nhu cầu đi xa. Trước khi nhận xe, hãy kiểm tra thật kỹ từng chi tiết của xe để hạn chế những vấn đề phát sinh. Nếu phát hiện bất thường, hãy báo ngay cho chủ xe để đảm bảo đó là sự cố xuất hiện trước khi bàn giao xe. Ngoài ra, kiểm tra kỹ thời hạn của giấy đăng ký xe và các giấy tờ khác như đăng kiểm và chứng nhận bảo hiểm bắt buộc là rất quan trọng. Khi thuê xe, người dùng cần chuẩn bị đủ những giấy tờ cần thiết, đặc biệt là tiền cọc hoặc tài sản thế chấp có giá trị. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp hợp đồng được ký nhanh gọn hơn.